Chương 298, lại tới Tiểu Nam Sơn. Vu Linh Châu, Vân Vu Sơn. Phương Hạo nhấp một ngụm linh trà, Âu Dương Sư Điệp trưởng bối trong nhà vẫn khỏe cả chứ. Âu Dương Lâm ngồi bên dưới cẩn thận đáp, không dám lừa gạt sư bá, phụ thân và tổ phụ của con vẫn thường đi ra ngoài dạo chơi, vì thế con vẫn thường sống một mình. Phương Hạo nhăn mày, bổn tọa cũng có nghe nói tới truyền thống của mặt kiếm môn các ngươi, hình như sau khi trưởng thành các ngươi đều sẽ phải rời khỏi mặt cốc để tự mình rèn luyện cả đời, không có chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối không được trở về. Không biết là thật hay giả vậy? Âu Dương Lâm gật đầu nói, là thật, trừ khi tổ chức đại hôn lễ cần phải tế bái tổ tiên. Tuy nhiên cũng không được phép ở lại mặt cốc quá 3 năm, ngay sau khi có con nối giỏi phải lập tức rời đi. 3 năm? Chỉ có 3 năm, vậy thì ngươi làm sao có thể lo cho Nguyệt Nhi? Làm sao có thể khiến cho bổn tọa yên tâm đây?" Phương Hạo đập mạnh chén trà lên bàn. Âm Dương Lâm lộ ra vẻ xấu hổ, hắn hít sâu rồi nói, "Vãn bối hoàn toàn thật lòng với Nguyệt Ảnh, kính mong tiền bối thành toàn." "Thật lòng?" "Thật lòng thì sao? Ngươi còn không thể cam đoan sẽ sống bên cạnh thê nhi của mình cả đời thì còn nói thật lòng làm gì?" Phương Hạo vung tay nói, "Ngươi đi đi. Ta không đồng ý hôn sự của ngươi và Nguyệt Ảnh." tiền bối ta âu dương lâm vội vàng đứng bật dậy đi đi từ huệ đồng ý cũng không có ý nghĩa gì đâu bổn tọa dù có phải liều mạng vứt bỏ thể diện cũng sẽ phải ngăn thị làm chuyện sai lầm này phương hạo lạnh lùng nói âu dương lâm há to miệng tiếp đó thở dài xoay người đi khỏi động phủ láo toét muốn cho một tên như vậy làm con rễ dục kiếm môn chúng ta sao chẳng những dục kiếm môn ta không thu được bất kỳ trợ giúp nào ngược lại còn mất đi một đệ tử tinh anh vậy còn nói gì đến gây dựng lại kiếm môn cơ chứ làm sao có thể chứ phương hạo chưa nguôi giận hất tung hết ấm chén xuống đất khiến chúng đều vỡ nát phương trưởng lão thật là người nóng tính một giọng nói truyền tới từ bên ngoài động phủ từ huệ mang theo vẻ mặt lạnh lùng tiến vào phương hạo đứng dậy quát từ huệ từ trưởng giáo, rốt cuộc ngươi định làm gì? Từ Huệ lạnh lùng đáp lại, ta cũng không có ý gì, ta chỉ không muốn Nguyệt Ảnh trở thành công cụ để các ngươi tranh quyền đoạt lợi. Hiện giờ, La Âm Sơn đã chết, các ngươi không thể ôm đùi La gia được nữa nên đổi ý quay sang Ma phàm. Đệ tử của Từ Huệ ta lại rẻ mạt vậy sao? Để các ngươi tùy ý chơi đùa sao? Từ trưởng lão, ngươi nên dùng từ thật cẩn thận ta tùy ý chơi đùa cái gì. Chúng ta chỉ là quan tâm tới hôn sự của tiểu bối, thay nó chọn ra một vị hôn phu thích hợp nhất. Âu Dương Lâm sao có thể so với ma phàm chứ? Ma phàm muốn có thầy giỏi thì có thầy giỏi, muốn gia thế có gia thế, Âu Dương Lâm thì có cái gì nào? Chỉ dựa vào nửa chiêu thắng được ở tiềm long luận kiếm đại hội sao? Phương Hạo lạnh lùng đáp trả. Từ Huệ cười lạnh, Âu Dương Lâm không có bất cứ thứ gì cả, nhưng ít ra hắn thật lòng yêu nguyệt ảnh chỉ cần như vậy là đủ để ta gả nguyệt ảnh cho hắn thật lòng thì có tác dụng gì từ trưởng lão làm người không nên ích kỷ như vậy đám người dục kiếm môn chúng ta đã sống trong linh dục kiếm tông này bao lâu rồi khó khăn lắm mới có cơ hội để gia nhập tầng lớp hạch tâm của linh dục kiếm tông như thế này ngươi đừng nên lãng phí chứ ta ích kỷ đúng là trắng trợn nhất thiên hạ mà vì lấy lòng kẻ khác mà bán đứng sư điệp của mình trên đời còn có người vô liêm sĩ như các ngươi sao bổn tọa cũng không thèm tranh cãi với ngươi nữa nguyệt ảnh là đồ đệ của ta hôn sự của nàng do ta làm chủ các ngươi có phản đối cũng vô dụng từ huệ tức giận hừ lạnh quay lưng bỏ đi đến khi trở về động phủ của mình thì từ huệ vẫn chưa nguôi giận trong lòng cũng có chút đau xót ở dục kiếm môn bà là trưởng môn một phái không ai dám khiêu chiến quyền uy tôn sư trưởng giáo và thực lực kiếm cương hậu kỳ đỉnh phong của bà vậy mà từ khi tới linh dục kiếm tông này ánh sáng rực rỡ của trưởng giáo dục kiếm môn đã hoàn toàn biến mất tên phương hạo cùng một đám vốn là trưởng lão dục kiếm môn này tự nhiên đều trở thành trưởng lão nội môn bình thường của linh dục kiếm tông cũng không còn e ngại gì mình nữa hắn suốt ngày tính kế với những trưởng lão khác không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy quyền lực nếu không phải vẫn còn cái uy của trưởng môn thì có lẽ hắn cũng đã có âm mưu gì đó với bà rồi. Người đâu, mau đi mời Âu Dương kiếm hữu tới đây. Vân thưa trưởng lão. Bên ngoài động phủ vang lên tiếng hô vân lời. Một lúc sau, Âu Dương Lâm đã xuất hiện bên trong động phủ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Từ Huệ phất tay, không cần đa lễ, ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới kiếm cương, hoàn toàn có thể nói chuyện ngang hàng với ta, ngồi xuống đi. Bản bối không dám. Âu Dương Lâm cung kính đáp. "Bỏ đi, không nói chuyện đó nữa. Lần này tìm ngươi là muốn nói cho ngươi biết không cần phải lo lắng quá. Trời sụp có ta đỡ, ngươi cứ an tâm tu luyện đi. Ngươi có thể cầm lệnh bài của ta tới Tư Lý Điện lãnh các vật dụng cần thiết cho tu luyện, mọi chi phí cứ tính cho ta. Đợi đến khi nguyệt ảnh xuất quang thì sẽ gả cho ngươi. Lúc đó ngươi hãy mang nó chạy đi càng xa càng tốt." tiền bối. Âu Dương Lâm há to miệng, ánh mắt hiện ra vẻ cảm động. Ngươi không cần cảm tạ ta sớm vậy. Có lời này ta phải nói trước, ta có thể giao nguyệt ảnh cho ngươi, nhưng quyết định thế nào là quyền của nàng, ngươi không được phép ép buộc. Nếu không dù ngươi có trốn tới chân trời góc bể thì ta cũng sẽ đuổi theo ngươi. Giọng nói của từ huệ bỗng nghiêm khắc hẳn lên. Âu Dương Lâm nghiêm mặt đáp, tiền bối. Không, sư tôn yên tâm, con biết nên làm thế nào. Chưa bao giờ có người con dâu nào của Âu Dương Gia bị ép cưới cả, con sẽ đợi nàng hồi tâm chuyển ý. Vẻ mặt từ Huệ cũng bình thường trở lại, bà chăm chú quan sát hắn một lúc rồi nói, hy vọng ngươi có thể thực hiện như lời mình nói. Tiểu Nam Sơn, Trung Tú Nhi đã sớm kết thúc việc tu luyện nên bắt đầu tiện tay dọn dẹp lại dược viên nhỏ trước ngôi nhà gỗ. Đó cũng chính là nhiệm vụ hàng ngày của nàng. Mảnh dược viên này không chỉ do tiểu nguyệt sư tỷ giao lại cho nàng mà còn là nơi nàng có đôi điều vướng bận với người kia. Thời gian 2 năm đã khiến vẻ mặt ngây thơ của thiếu nữ này thay đổi không ít, hơn nữa đã khiến cô có dáng dấp của một cô nương duyên dáng. Tu vi lúc này của nàng cũng đã là kiếm mạch sơ kỳ, hoàn toàn bỏ xa đám bạn cùng lứa. Sau khi dọn xong cỏ dại trong dược viên, trên trán Chung Tú Nhi cũng đã lấm chấm mồ hôi, nàng dùng ống tay áo lau qua, cũng không nề hà bùn đất sẽ vương trên trán đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau nàng chợt cười hai mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm a à bảo ngươi lại không ngoan rồi lại muốn ra ngoài ăn vụng gì sao nói xong liền lập tức quay đầu nhưng khi thấy một bóng người đang lẳng lặng đứng đó không biết từ bao giờ thì nàng khẽ hô lên một tiếng đến khi nhìn rõ gương mặt kia thì tiếng hô ấy lại như bị nghẹn đi trong mắt nàng lộ ra vẻ vui sướng lại có chút nghi ngờ nàng đưa tay véo mặt mình một cái, khi thấy đau thì mới vui mừng hét lên, như một chú nai nhỏ lao vào trong lồng ngực mặt vấn. Nhưng khi lao được nửa đường, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó nên vội dừng lại, gương mặt cũng hồng lên, vừa xấu hổ vừa do dự hỏi, là huynh phải không? Mặt vấn gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa, A Tú, ta đã trở về đây. Đôi mắt của A Tú lập tức đỏ lên, sư huynh, A Tú rất nhớ huynh. Mặt Vấn vuốt đầu nàng, nhưng hắn chợt nhận ra nàng đã cao hơn rất nhiều, gần như đỉnh đầu đã chạm tới mũi của mình. Mũi tu luyện cũng không tồi, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ đến năm sau là có thể tiến vào kiếm mạch trung kỳ. Xem ra trong lúc ta vắng mặt muội đã rất chăm chỉ tập luyện. Gương mặt A Tú lại càng đỏ lên, A Tú ngốc lắm, tu luyện mãi vẫn kém. Nói xong, dường như chợt nhớ tới điều gì, nàng vội vàng hỏi, sư huynh, sao huynh có thể vào trong này? Chương 299, Âu Dương Lâm Sư huynh, huynh, sao huynh lại ở đây? Trung Tú Nhi nói bằng giọng vô cùng sợ hãi, nàng tất nhiên đã biết rõ chuyện Mạc Vấn bị linh dục kiếm tông truy nã, hơn nữa đó lại còn là mệnh lệnh của một lão tổ, tuyệt đối là nhiệm vụ có cấp độ cao nhất trong bản nhiệm vụ ở tư dịch điện trong linh dục kiếm tông. Bao lâu nay nàng vẫn luôn sống trong lo sợ, Mỗi khi có một đệ tử nào đó tiếp nhận nhiệm vụ này thì nàng lập tức quên ăn, quên ngủ, mãi cho tới khi nghe tin đệ tử đó đã thất bại thì mới yên lòng lại. Mạc Vấn cười nói, tất nhiên là Huynh đi thẳng vào. Đi thẳng vào. Trung Tú Nhi mở to mắt, dường như không hiểu lời nói của Mạc Vấn. Nơi đây là linh dục kiếm tông, tuyệt không phải là một môn phái tôn tép nào đó, hơn nữa kiếm trận hộ sơn lại là tam giai thượng phẩm, ngay cả cường giả kiếm nguyên viên mãn cũng không thể vô thanh vô tức tiến vào trong. Mạc Vấn chỉ cười, hắn cũng không giải thích gì thêm. Với hiểu biết về trận pháp của hắn bây giờ thì chỉ cần có đủ thời gian là hoàn toàn có thể dễ dàng phá vỡ bất cứ kiếm trận nào từ tam giai trở xuống, đương nhiên là trước đó hắn phải có tin tức về kiếm trận đó. Ngày đó hắn phục kích thành công một tên trưởng lão có tu vi kiếm cương khi gã đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lấy được lệnh bài thân phận của gã, Thông qua kiếm trận khắc trên bề mặt lệnh bài mạc vấn đã suy diễn ra quy tắc vận hành của kiếm trận hộ sơn linh dục kiếm tông. Sao lại dùng Diễn Thiên thần dám tiến hành phá giải, cuối cùng đã có thể ra vào mà không kinh động tới kiếm trận. Tất nhiên điều này khiến cho kẻ khác không thể tin nổi nhưng thật ra chuyện như vậy cũng không phải không có, tất cả cho thấy trình độ trận pháp của hắn rất cao mà thôi. Tú Nhi, lần này ta quay lại đây là vì muốn giải quyết chuyện sư tỷ tiểu nguyệt của muội sắc mặt chung tú Nhi chợt tối lại, sự vui mừng khi gặp Mạc Vấn cũng giảm hẳn đi. Đúng vậy, sư huynh quay lại là vì muốn gặp sư tỷ chứ tất nhiên không phải vì mình. Một nỗi chua xót trào dân trong mắt nàng nhưng nàng hiểu rõ thân phận của mình, càng hiểu rõ là không thể có quan hệ gì với Mạc Vấn, dù chỉ nghĩ tới thôi cũng tuyệt đối không được phép, nàng không thể làm chuyện có lỗi với sư tỷ Tiểu Nguyệt. Sau khi bình tĩnh lại, Trung Tú Nhi nói, Tiểu Nguyệt sư tỷ vẫn chưa xuất quan, chỉ là 6 tháng trước có một luồng cương khí dao động rất mạnh truyền ra từ chỗ tỷ ấy bế quan, thậm chí còn có không ít kiếm khí tràn ra. Sau khi từ huệ trưởng lão đi kiểm tra về thì nói rằng sư tỷ đã đột phá kiếm cương. Giờ đang trong giai đoạn lĩnh ngộ thất tình kiếm ý, có lẽ còn phải một thời gian nữa mới có thể xuất quan. Kiếm cương sao? Mạc Vấn giật mình. Năm đó khi lần đầu tiên gặp Nguyệt Ảnh, hắn gần như không có sức đánh lại nàng, vậy mà giờ đây hắn đã vượt lên trên rồi muội có thể giúp ta đưa cho nàng vài thứ không mạc vấn nhìn trung tú nhi hỏi trung tú nhi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói chắc là có thể người chịu trách nhiệm đưa cơm cho sư tỷ tiểu nguyệt là một kiếm thị bên cạnh từ huệ trưởng lão nàng có quan hệ khá tốt với muội nên đôi khi muội cũng thay nàng đưa cơm muội có thể nhân cơ hội đó để đưa đồ vào mạc vấn gật đầu rồi lấy một kiếm nang nhất giai thượng phẩm ra vậy phiền muội đưa giúp ta kiếm nang này vào. Bên trong kiếm nang cũng không có nhiều thứ lắm, một nhân nguyên quả trưởng thành, 50 miếng não tủy huyễn tinh loa mẫu kết tinh, ngoài ra còn có một thú hạm nhị giai thượng phẩm và ngọc giảng linh bảo kiếm ấn. Thú hạm này vốn là vật trong kiếm nang của một trưởng lão vô vi kiếm tông cảnh giới kiếm cương hậu kỳ, bên trong vốn có một con yêu cầm nhị giai hạ phẩm nhưng đã bị hoàng kim điêu đánh nát trong trận chiến lúc đó, hiện tại bên trong đó chính là hoàng kim điêu mà con hoàng kim điêu này sau khi ăn thịt yêu xà đổ kiếp tam giai thất bại trong thời gian dài đã hoàn toàn trưởng thành cũng đã thức tỉnh trí nhớ huyết mạch rất nhanh nó sẽ lột xác thành hoàng kim bá vương điêu yêu thú nhị giai bá chủ chân chính đây chính là mạc vấn đưa cho nguyệt ảnh dùng để phòng thân vật cuối cùng là kiếm đồ lục dục diệt ma lấy được từ đại trưởng lão tâm kiếm môn tấm kiếm đồ nhị giai trung phẩm này cực kỳ phù hợp với ma kiếm đạo mà nguyệt ảnh đang tu luyện Mạc Vấn lại dành thời gian cải tiến một chút, khiến nó càng mở rộng hơn. Vốn dĩ đại trưởng lão Tâm kiếm môn kia cũng muốn luyện chế nó thành pháp bảo trấn môn, nên nó đã có căn cơ nhị giai siêu phẩm, nếu chăm sóc tốt thì hoàn toàn có thể đạt tới tam giai. Mạc Vấn vốn cũng có hai tấm kiếm đồ cao cấp hơn thế nhưng chúng lại có quá nhiều liên hệ, nếu thật sự đưa cho Nguyệt Ảnh thì e rằng chỉ rước thêm phiền phức, nên hắn cũng đành giữ lại. Nhưng dù là vậy thì sau khi Nguyệt Ảnh xuất quan mang theo những thứ này của Mạc Vấn, trừ phi là lão tổ kiếm nguyên đích thân ra tay chứ cũng không có mấy ai ở cảnh giới kiếm cương có thể đấu lại với nàng. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đưa chúng cho nàng. Trung Tú Nhi nắm chặt kiếm nang trong tay, trịnh trọng nói. Mạc Vấn gật đầu. Hắn đã để lại phong ấn trong kiếm nang, chỉ cho phép Nguyệt Ảnh mở ra. Nếu có bất ai cứ ai khác muốn dùng sức để mở thì sẽ bị phong ấn cắn trả. Bên trong phong ấn có một đạo sát lục kiếm khí ẩn dấu sát lục kiếm ý đại thành cấp độ kiếm cương viên mãn. Những lão tổ kiếm nguyên đẳng cấp như la âm sơn dưới trạng thái không đề phòng đều sẽ bị đánh trọng thương, cũng có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ, đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết. Có vị lão tổ kiếm nguyên nào không đủ loại linh giáp phòng thân trên người cơ chứ? muốn một đòn giết được lão tổ kiếm nguyên là vô cùng khó khăn, nhất là khi không có thực lực tuyệt đối hơn hẳn. Cái kiếm nang này coi như là thêm một kiếm phù hộ mệnh mạc vấn tặng cho Nguyệt ảnh. Còn cái này cho muội. Trong tay mạc vấn lại bỗng nhiên có thêm một kiếm nang, trong này có một trái cây, sau khi ta rời đi thì muội hãy lập tức bế quan ăn nó. Bên trong còn có tâm pháp dung vân hóa băng quyết dành cho kiếm mạch cảnh. Muội đọc xong thì lập tức hủy đi, ngoài ra ở trong này còn có linh đan nhị giai tùy môi sử dụng trái cây mà hắn nói đến chính là nhân nguyên quả tất nhiên không phải là quả đã trưởng thành mặt vấn chỉ có hai nhân nguyên quả đã trưởng thành trái thứ ba thì đã đưa cho đám người mộ dung hinh khi bị nhốt trong huyễn cảnh nhưng trái chưa trưởng thành thì hắn vẫn còn quá nữa mới chỉ cho đi ba trái vẫn còn bốn trái khác trong tay sư huynh huynh lại muốn đi sao Trung Tú Nhi mở to mắt vội vàng hỏi. Mạc Vấn gật đầu, ta còn có một số việc quan trọng cần phải làm, có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể trở lại. "Không, sư huynh, muội có điều này cần nói, Từ Huệ trưởng lão muốn gả sư tỷ Tiểu Nguyệt cho một gã tán tu tên là Âu Dương Lâm." "Muội nói sao?" Diệt Sát kiếm đang bỗng lóe lên trong mắt trái Mạc Vấn, sát lục kiếm khí bỗng tỏa ra, nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột giảm xuống. Trung Tú Nhi run lên, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói, từ huệ trưởng lão cũng là bất đắc dĩ. Các sư bá sư thúc của sư tỷ tiểu nguyệt muốn dân tỷ ấy cho ma phàm, từ huệ trưởng lão muốn phá hỏng ý đồ này nên định gã tỷ ấy ra ngoài. Cuối cùng đã chọn gã tán tu tên Âu Dương Lâm kia. Đến lúc này diệt sát kiếm đan trong mắt mặt vấn mới dần biến mất, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi trầm ngâm một lúc, trong tay hắn bỗng xuất hiện một ngọc giảng rỗng, sau khi lưu lại một đoạn thông báo ở trong đó thì đưa lại cho Trung tú Nhi, giao giúp huynh vật này cho Âu Dương Lâm. Trên một đỉnh núi cách tông môn Linh Dục kiếm tông trăm dặm, Mạc Vấn đang đứng chắp tay sau lưng. Một đạo kiếm quang từ phía xa đột nhiên bay tới gần, cuối cùng dừng ở bên trên đỉnh núi rồi dần dần hạ thấp xuống. Sau khi kiếm quang tan đi, Âu Dương Lâm xuất hiện cách lưng Mạc Vấn khoảng trăm trượng. Ngươi là ai? Vì sao lại tới đây? Âu Dương Lâm cảnh giác nhìn chầm chầm vào bóng lưng Mạc Vấn. Mạc Vấn xoay người, bình thản nhìn gã, ngươi muốn lấy nguyệt ảnh. Âu Dương Lâm ngẩn người, tiếp đó gã quan sát lại Mạc Vấn bằng ánh mắt nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện của ta và Nguyệt Ảnh có liên quan gì tới ngươi? Mạc Vấn thản nhiên nói, bỏ ý định đó đi. Ánh mắt Âu Dương Lâm bỗng trầm xuống, các hạ đang nói đùa sao? Mạc Vấn không thay đổi sắc mặt, ngươi nghĩ là ta đang đùa sao? Âu Dương Lâm trầm mặt, ánh mắt âm trầm nhìn mặt Vấn liên tục biến ảo, cuối cùng đã chậm rãi cất lời, là tình địch thì ngươi cũng nên giới thiệu bản thân đi chứ. Sửa lại một chút, ta chưa bao giờ coi ngươi là tình địch, ngươi chưa đủ tư cách. mặt Vấn lạnh nhạt nói tiếp, còn về thân phận của ta, ngươi chắc đã biết chuyện trước kia của Nguyệt Ảnh, trong lòng nàng vốn luôn có một người. Sắc mặt Âu Dương Lâm đã hoàn toàn thay đổi, ngươi là Mạc Vấn. Ngươi thực sự dám xuất hiện ở đây âu dương lâm ta không có thời gian nói đùa với ngươi buông tha cho nguyệt ảnh nếu không tay ta cũng không ngại giết thêm một mạng người đâu mạc vấn lạnh lùng nói âu dương lâm lắc đầu ta không thể buông nguyệt ảnh nàng là cô gái đầu tiên khiến ta động lòng dù cho bây giờ người nàng yêu là ngươi nhưng ai có thể nói trước chuyện sau này đây ngươi không tự xem lại hoàn cảnh bây giờ của mình sao ngươi có thể cho nàng cái gì chứ ngay cả một lời hứa ngươi cũng không thể cho nàng ngươi không định rời khỏi nguyệt ảnh phải không ánh mắt mạc vấn đã lộ ra sự lạnh lẽo một tiếng kiếm ngân vang một thanh linh kiếm tối màu xuất hiện trong tay âu dương lâm muốn ta rời bỏ nàng cũng được thôi đánh thắng ta rồi nói tiếp mạc vấn liếc mắt nhìn âu dương lâm một lúc ngươi có lẽ đã nhầm rồi lần này ta tìm ngươi không phải để thương lượng mà là muốn thông báo cho ngươi ánh mắt âu dương lâm tràn ngập vẻ khiêu khích ngươi không dám sao Mạc Vấn lắc đầu, nếu ngươi đã nghĩ vậy thì cũng không còn cách nào khác, ra tay đi. Từ trên đỉnh núi bắn ra một đạo kiếm quang tối màu, Âu Dương Lâm vừa ra tay đã dốc toàn lực. Một đạo kiếm khí tối đen như màn đêm cũng lao tới, nó dễ dàng phá tan kiếm quang của Âu Dương Lâm, khí tức sát lục đáng sợ xuất hiện. Thực lực của ngươi chỉ đến vậy thôi sao? Kiếm trên tay phải của Mạc Vấn chỉ thẳng vào yết hầu Âu Dương Lâm, tay còn lại của hắn thì nắm lấy mũi linh kiếm ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Ngươi! Sao lại có thể? Âu Dương Lâm không thể tin nổi, hơn nửa đòn này của mặt Vấn khiến gã cả cảm thấy rất quen, sau đó hai mắt chớp động liên tục, sát lục kiếm ý. Ngươi là mặt Thu. Tiếp đó gã lại kích động nói, Mạc Vấn, Thu Nguyệt Ảnh, mặt Thu. Đúng rồi, ta nên sớm đoán ra mới đúng. Cuối cùng, Âu Dương Lâm thở dài, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng, buồn bã nói, hóa ra ngươi là mạc thu ta quả thực không có tư cách để tranh giành với ngươi âu dương lâm ngẩng đầu nhìn mạc vấn ngươi đã có thực lực như vậy thì sao còn phải che giấu thân phận la âm sơn của linh dục kiếm tông đã chết ngươi chỉ chứng minh thân phận của mình là linh dục kiếm tông không thể nào tiếp tục bắt bẻ được nữa kể cả ngươi có trực tiếp đề thân thì linh dục kiếm tông cũng sẽ đồng ý cho ngươi ở rễ cơ mà đồ của ta thì ta sẽ tự mình lấy về Ta tuyệt đối không nhận bố thí của kẻ khác." Ánh mắt của Mạc Vấn vẫn rất lạnh lùng. Chương 300: Đệ tử tạp dịch. "Đồ đạc của ta tự ta sẽ đến lấy, người khác có bố thí ta cũng không cần." Mạc Vấn hừ lạnh một tiếng, thật ra nguyên nhân sâu xa bên trong chưa thể nói với người ngoài. Huống chi la âm sơn còn chết trong tay mình, nếu bị Linh Dục kiếm tông biết được chắc chắn sẽ là không chết không thôi. Đừng mong đến chuyện hòa giải ánh mắt âu dương lâm lộ ra thần sắc phức tạp bây giờ ngươi muốn như thế nào giết người diệt khẩu sao mạc vấn nhìn gã một cái ngón tay buông lỏng thân thể phiêu thốt lui về sau mấy trượng ta sẽ không giết ngươi với ta ngươi vẫn còn có ích âu dương lâm khẽ giật mình nhìn về phía mạc vấn ngươi không sợ ta bán đứng ngươi sao ta đã dám dùng ngươi tất nhiên sẽ có thủ đoạn làm cho ngươi nghe lời mạc vấn lạnh nhạt nói âu dương lâm cười khổ ngươi thật đúng là không khách khí chút nào giao hồng huyết của ngươi cho ta mạc vấn dứt khoát nói âu dương lâm sắc mặt khẽ biến ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu cuối cùng gã hít sâu một hơi nói thứ cho ta không thể làm theo đệ tử âu dương gia có thể thất bại nhưng tuyệt sẽ không khuất phục mà cũng chưa từng có tiền lệ giao tính mạng của mình cho đối phương cho dù ta có chết cũng quyết không làm nhục danh tiếng đệ tử âu dương gia Mạc Vấn nhìn gã một cái, ta giết ngươi rất đơn giản, nhưng thật sự ngươi muốn chết sao? Hơn nữa chết như vậy thật là vô nghĩa. Âu Dương Lâm thần sắc thay đổi, cứng đầu nói, đây là vấn đề nguyên tắc. Vậy được, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng ngươi có biện pháp nào để cho ta tin là ngươi sẽ không bán đứng ta đây? Ta có thể dùng danh nghĩa tổ tiên mà thề. Âu Dương Lâm trịnh trọng nói, Âu Dương gia tộc ta trọng lời hứa như sinh mệnh của mình vậy ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Âu Dương Lâm lập tức trầm xuống, chán nản nói, vậy thì ngươi cứ giết ta đi. Mạc Vấn chăm chú nhìn gã, ngừng lại trong chốc lát rồi hắn nói, ngươi không muốn biết ta sẽ để cho ngươi làm việc gì sao? Việc gì? Ở lại linh dục kiếm tông, chờ nguyệt ảnh xuất quan, sau đó nghe theo lời nàng, bảo vệ nàng, ngăn chặn không cho bất kỳ ai quấy rầy nàng. Đương nhiên kỳ hạn thời gian là 10 năm, mười năm sau ngươi lại là người tự do chỉ đơn giản như vậy thôi ngươi không sợ ta nuốt lời sao âu dương lâm có chút không dám tin mặt vấn cười lạnh một tiếng nếu ngươi thật sự có thể làm cho nguyệt ảnh động lòng ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng ngươi nói thật chứ âu dương lâm con mắt sáng ngời ngươi thử nói xem trong mắt mặt vấn léo lên hàng quang, âu dương lâm xấu hổ cười là ta nói đùa Âu dương gia chúng ta làm việc rất có nguyên tắc, ta thua trong tay ngươi, tuyệt sẽ không động tâm tư đối với Nguyệt ảnh. Nhưng mà tương lai sẽ có một ngày ta thắng ngươi, chỉ cần khi đó Nguyệt ảnh còn chưa gả cho ngươi. Ta vẫn còn cơ hội. Mạc Vấn không thèm để ý đến lời Âu Dương Lâm nói, ngươi giao hồn huyết cho ta, ta sẽ đưa cho Nguyệt ảnh bảo quản, 10 năm sau sẽ trả lại tự do cho ngươi. Lúc này đây Âu Dương Lâm rơi vào trầm tư, trên mặt càng lộ vẻ do dự, cuối cùng chần chờ hỏi có thật là giao cho nguyệt ảnh không hừ mạc vấn không trả lời mà chỉ hừ nhẹ một tiếng hắn biết rõ đối phương đang tìm một cái cớ để đồng ý tiếp nhận âu dương lâm cười cười ngượng ngùng hiện tại ta không hề có ý cò kè mặt cả nếu đúng là giao cho nguyệt ảnh thì ta đồng ý cuối cùng thì âu dương lâm cũng lấy ra một giọt hồn huyết của mình mạc vấn lấy giọt hồn huyết đó nhập vào trong một khối ngọc thạch ngươi đi đâu vậy âu dương lâm thấy mạc vấn lấy phi kiếm ra trở lại linh dục kiếm tông mạc vấn ném lại một câu nói rồi trực tiếp phi lên không trung mạc vấn ngang nhiên xuyên qua kiếm trận hộ sơn đi vào bên trong linh dục kiếm tông mắt thấy mình gây ra chấn động quá lớn hắn liền vội vàng tiến vào tuy nhiên hắn lại thành thật đi vào theo con đường chuyên dành cho đệ tử kiếm tông tức là đi thẳng qua cửa chính của sơn môn tiểu nam sơn sư huynh huynh đã trở lại Giọng nói của Trung tú Nhi vang lên mang theo vẻ mừng vui. Mạc vấn giao cho Trung tú Nhi khối ngọc thạch có chứa hồn huyết của Âu Dương Lâm, đưa khối ngọc thạch này cho Nguyệt Ảnh. Trung tú Nhi gật nhẹ đầu, nàng liếc qua Âu Dương Lâm vẻ mặt không tự nhiên bên cạnh rồi tò mò hỏi, "Sư huynh à, sao hắn lại ở đây?" "Sau này hắn sẽ là thủ hạ của muội, khi nào gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết nổi thì hãy tìm tới hắn." Âu Dương Lâm chớp chớp mắt vội vàng nói, không phải là ngươi nói ta chỉ nghe theo sự chỉ huy của Nguyệt Ảnh hay sao? Mạc Vấn thản nhiên nói, mùi ấy là kiếm thị của Nguyệt Ảnh, ngươi là nô bộc của Nguyệt Ảnh, chủ nhân không có mặt đương nhiên ngươi phải nghe theo lệnh mùi ấy. Sắc mặt Âu Dương Lâm trở nên đau khổ. Còn Trung Tú Nhi thì lại nhìn Mạc Vấn với ánh mắt sùng bái. Không hổ là sư huynh, chỉ nội trong nửa ngày, đã khiến Âu Dương Lâm đường đường bài danh thứ sáu trên địa kiếm bản cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc cho người khác. Sự tình của Âu Dương Lâm vừa giải quyết xong, Mạc Vấn lập tức rời khỏi Linh Dục Kiếm Tông, đi về phía Vô Vi Kiếm Tông ở Vân Linh Châu. Vô Vi Kiếm Tông, đột nhiên trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Mỗi tên đệ tử đều mặc áo quần mới tinh, toàn tông dăng đèn kết hoa khắp nơi. Một tấm thảm đỏ tươi được trải dài từ trong chủ điện kéo ra đến tận lối vào quảng trường tiếp khách bên ngoài. Nếu so sánh với sự kiện thi đấu trong tông môn mỗi 10 năm một lần thì còn long trọng, náo nhiệt hơn vài phần. Linh đăng treo bên này bị lệch. Tìm người sửa lại ngay. Là ai quét dọn ở đây? Bên trên cây cột tại sao lại còn nhiều bụi bặm như thế? Không muốn làm việc nữa hay sao? Vào giờ phút này, điện chủ tư lý điện vô vi kiếm tông vương hàng dường như hóa thành một ông chủ khó tính thích bắt bẻ nơi thế tục, giống như chó săn lùng sụp mọi nơi tìm chỗ nhìn không vừa mắt liền chửi mắng liên hồi một gã đệ tử chấp sự ngoại môn vội vàng chạy đến thưa bẩm điện chủ đám đệ tử tạp dịch tạm thời cuối cùng đã đến vương hàn không kiên nhẫn phất phất tay nói bố trí chỗ ở cho bọn chúng ở ngoại viện tìm người chỉ dạy lễ nghi cho bọn chúng sau đó dặn dò bọn chúng làm việc đâu đấy cho thông minh lanh lệ một chút nếu để xảy ra bất kỳ sai lầm nào thì có chết vẫn còn nhẹ tội vâng điện chủ đệ tử chấp sự lại vội vàng rời đi trong một tòa biệt viện bên ngoài vô vi kiếm tông, có mười mấy người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, trên mặt người nào người nấy đều mang vẻ thận trọng, hơi bất an đánh giá xung quanh. Một gã thanh niên còn rất trẻ thân mặc trang phục của đệ tử ngoại môn vô vi kiếm tông đẩy cửa sau đi đến. Lớn tiếng với mọi người, tất cả nghe cho rõ đây, hiện tại đến đây nhận luật điển tông môn, bên trong là những điều lệnh cấm trong tông môn. Cho các ngươi nửa canh giờ đọc thuộc lòng, đương nhiên các ngươi có thể không cần nhớ, nhưng nếu mạo phạm đến điều cấm kỵ để người ta đánh chết, lúc đó đừng trách chúng ta. Lập tức, cả đệ tử này phát một tá các tập thật dày cho những người có mặt ở đây, mỗi người một tập. Trời ạ, à, dày như vậy, nửa canh giờ làm sao có thể nhớ hết. Có người nhận được một tập, liền lật một chút để xem, có chừng hơn 10 trang hơn 1.000 điều lệnh cấm. Cả đám hít một hơi lạnh. Đệ tử kia phát đến một người sắc mặt vàng như nến thì đột nhiên ngẩn ra, không có kiếm khí. Nói đùa gì vậy? Một chút tu vi đều không có, tại sao ngươi lại được tuyển chứ? Những tên ngoài ngoại điện kia làm ăn cái gì không biết. Một tên đệ tử tạp dịch đang đứng hầu góc sân vội vàng chạy tới nịnh nọt nói, "Khởi bẩm sư huynh, người này trời sinh thần lực, có thể nâng vạn cân, thực lực tuyệt đối không kém so với dưỡng kiếm tầng 7." Bởi vậy, vương sư huynh đặc biệt chiêu hắn vào đây dù sao tông môn cũng có chút việc vặt đang cần những người có sức khỏe như vậy trời sinh thần lực gã đệ tử hoài nghi đánh giá thoáng qua người trẻ tuổi dáng người y cũng không quá cường tráng tuy nhiên gã cũng không truy cứu đến cùng hiện tại toàn bộ tông từ trên xuống dưới đều đang loay hoay vì sứ giả thượng tông đã sắp đến chuyện ngày hôm nay hắn đã phải lo nộp đống lớn cũng không có thời gian ở chỗ này mò mẫm can thiệp Tùy ý nhét tập vào trong tay người trẻ tuổi, cả quay sang nói với tên đệ tử tạp dịch, đợi lát nữa đặc biệt phân phối một chút công việc cho hắn. Chương 301, lẻn vào. Văn mặt, từ hôm nay ngươi sẽ quản lý công tác dọn dẹp linh quế ở ba nơi là Thương Tùng Biệt Viện, Thanh Vân Biệt Viện và Thu Thủy Các. Đây là bản đồ chi tiết, linh xa, dụng cụ dọn dẹp vệ sinh, đều được ghi chi tiết bên trong. Nhớ kỹ, giờ dần ngươi bắt đầu công việc đến giờ mão là phải làm xong rồi trở về đây, nếu không bị đệ tử khác nhìn thấy tưởng ngươi cố ý đột nhập lại đánh chết. Bên cạnh đó, mỗi buổi sáng ngươi phải gánh 100 vạt nước đưa đến bên ngoài linh thiện điện, buổi chiều ra rừng hỏa sam phía sau núi chặt ba gốc hỏa sam, bổ ra thành linh xài, củi, mang tới ngự hỏa phòng linh thiện điện. Đó là những công việc hàng ngày ngươi phải làm, đã rõ chưa? Một tên đệ tử tạp dịch cao giọng nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn sắc mặt không đổi, cứng nhắc gật đầu. Chỉ cần làm tốt, tương lai ngươi sẽ có cơ hội đổi đời. Nếu vận khí tốt được một vị đệ tử nội môn nhìn trúng thu ngươi làm kiếm nô, là phúc đức ba đời của ngươi. Tên đệ tử tạp dịch vỗ vỗ vai Mạc Vấn ra vẽ tiền bối. Đợi sau khi tên đệ tử tạp dịch kia rời khỏi, Mạc Vấn mở tấm gia thú trong tay ra. Đó là một tấm bản đồ kiến trúc được trình bày khá đơn giản, bên trên có địa đồ đơn giản của ba cụm kiến trúc nhưng rất nhiều địa phương được mô tả rất sơ sài chỉ có đánh dấu tên khu vực bên trên một vài nơi cấm địa được đánh dấu đỏ chỉ có một đường màu xanh lá nối liền ba nơi lại trên đó những điểm màu lục tượng trưng cho một tòa cung phòng dọn dẹp linh uế chính là dọn ao phân nhà xí linh kiếm sư mặc dù có năng lực lên trời xuống biển nguyên văn là phi thiên độn địa nhưng vẫn phải ăn để sống cảnh giới càng thấp bài tiết quế vật ngược lại càng nhiều. Cũng bởi vì linh kiếm sư cảnh giới thấp đang ở vào thời kỳ thân thể lột xác sơ bộ, mỗi ngày cần thu lấy một lượng lớn linh khí từ trong thức ăn để bổ sung sự tiêu hao của thân thể. Mặt vấn bị phân công đến là ba chỗ đều là khu cư trú của đệ tử ngoại môn. Hai tòa biệt viện đầu tiên là của nam đệ tử, tòa thứ ba chính là của nữ đệ tử. Đệ tử ngoại môn. Mặt vấn trầm tư, Lần này đi Vô Vi kiếm tông hắn đã suy tính rất kỹ, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng biện pháp này để lẻn vào. Vô Vi kiếm tông không thể so sánh với Linh Dục kiếm tông, ở Linh Dục kiếm tông hắn chỉ cần không kinh động người khác sau đó lặng lặng rời đi, quan trọng là chỉ cần qua mắt được kiếm trận hộ sơn, nhưng ở Vô Vi kiếm tông, hắn lại đến để giết người. Chu Khánh thư chính là con trai trưởng tông Vô Vi kiếm tông. Chuyện sinh tử của y liên quan rất lớn một khi biết y đã chết e là toàn bộ cao thấp trong tông sẽ nháo nhào một trận nếu mình không có thân phận yểm hộ mà lẻn vào đầu tiên chắc chắn sẽ bị bắt lại hắn sở dĩ qua mặt được kiếm trận hộ sơn là vì kiếm trận vận hành cho có lệ thôi cũng không có phát động toàn bộ hơn nữa lão tổ vô vi kiếm tông cũng không phải vật trang trí một khi bị bại lộ căn bản không thể bình an mà thoát thân hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được nơi ở của chu khánh thư có điều những đệ tử ngoại môn này nắm được rất ít tin tức, xem ra vẫn là phải thăm dò từ trưởng lão hoặc là đệ tử chân truyền may ra mới được. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Mạc Vấn liền điều khiển chiếc linh xa kéo mấy cái bồn cầu cỡ lớn chạy về hướng thương tùng biệt viện gần nhất. Bởi vì đây là loại công việc đặc thù nên đặc biệt được phát quần áo lao động và khẩu trang, toàn thân trên dưới đều được bao bọc cực kỳ chặt chẽ bởi vải vóc. Tông môn của tu luyện giả không hề cấm việc đi lại ban đêm, nhưng xuất phát từ thói quen, mọi người vẫn là không muốn hoạt động vào ban đêm. Bởi vậy trên đường vắng ngắt, chỉ có một vài đệ tử có sở thích đặc thù thỉnh thoảng du đảng qua lại, nhưng khi nhìn thấy mặt vấn trang phục cùng xe ngựa đều đặc thù thì lập tức như gặp phải ôn thần mau mau tránh đi. Rất nhanh, xe ngựa tiến vào thương tùng biệt viện. Đi đến một góc không người, mặt vấn cởi bỏ quần áo lao động trên người xuống, từ trong kiếm nang lấy ra khôi lỗi hình người tam giai, sau đó mặc quần áo lên cho Khôi Lỗi. Khôi Lỗi hình người tuy rằng thân thể cao lớn, nhưng cũng không khác người bình thường là mấy, chỉ có thể nói là rất cao, quần áo lao động lại là loại tương đối rộng, mặc trên người Khôi Lỗi nhìn không ra điểm nào khác thường. Sau khi cho Khôi Lỗi hình người mặc quần áo lao động xong, điều khiển linh xa lộc cộc trời đi, mặt vẫn lấy ra một bộ trang phục của đệ tử nội môn mặc lên người thay cho bộ quần áo của đệ tử tạp dịch sau đó treo một tấm kiếm lệnh ở bên hông kiếm lệnh là mặt vấn mô phỏng bằng ảo cấm cảnh giới kiếm nguyên nếu nhìn thoáng qua sẽ hoàn toàn không phát hiện được thật giả đương nhiên giả tạo thân phận vô vi kiếm tông trong tư lý điện chắc chắn sẽ không có hồ sơ ghi lại một khi kiểm tra đối chiếu sự thật thì nhất định sẽ lộ tẩy nhưng dùng nó để tạm thời che giấu thân phận thì đủ rồi mặt vấn lại lấy ra một kiếm nang nhất giai thượng phẩm bình thường đeo lên bên hông thân thể khẽ động liền chìm vào bóng tối. Mạc Vấn thúc dục thanh vân bộ tới mức tối đa, thân thể như quỷ mị lướt đi trong đêm tối. Trong chốc lát, hắn đã rời khỏi thương tùng biệt viện, trên đường đi gặp phải mấy tên đệ tử ngoại môn không thể né tránh, Mạc Vấn đành giảm tốc độ xuống, dùng tốc độ bình thường mà đi. Những tên đệ tử ngoại môn thấy vậy chẳng những không dám bước ra ngăn lại, trái lại còn không lưng hành lễ, miệng không ngớt gọi sư huynh cứ như vậy mạc vấn lẳng lặng xuyên qua khu vực ngoại môn không chút tiếng động tiến vào khu vực nội môn bên trong khu vực nội môn linh kiếm sư sinh hoạt ban đêm khá nhiều rất nhiều người tu vi cao thâm sớm đã không còn bị ảnh hưởng bởi những thói quen sinh hoạt bình thường của phàm nhân thậm chí có những cùng nhân tu luyện không quản ngày đêm đứng lại ngươi là đệ tử phong nào vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi danh bài của ngươi đâu một gã đệ tử nội môn ngăn mạc vấn lại ánh mắt đầy cảnh giác ánh mắt mạc vấn lóe lên nhìn dấu hiệu trên tay áo đối phương đoán chừng người này là đệ tử chấp sự vậy đây là đệ tử chấp sự nội môn có lẽ gã đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm ở ngoại môn mạc vấn từng gặp không ít đệ tử chấp sự ngoại môn đang làm nhiệm vụ tuần tra nhưng những tên đệ tử kia nhìn thấy mạc vấn mang phục sức đệ tử nội môn nên cũng không nghi ngờ bây giờ vào nội môn quần áo chẳng giúp gì được cho hắn nữa rồi bái kiến sư huynh tại hạ là đệ tử nội môn mới gia nhập thuộc tẩy trần phong đây là danh bài của tại hạ mạc vấn lấy danh bài đang đeo bên hông đưa lên nhìn thấy động tác của mạc vấn sắc mặt tên đệ tử chấp sự giãn ra cầm lấy danh bài của mạc vấn gã cẩn thận kiểm tra không phát hiện cái gì khả nghi liền trả lại danh bài thì ra là mạc sơn sư đệ bởi vì sứ giả thượng tông sắp đến trong tông tất cả đều phải đề cao cảnh giác, đắc tội rồi. Sư đệ hiểu, sư huynh khổ cực rồi. Mạc vấn khách khí nói. Sắc mặt gã đệ tự chấp sự kia hòa hoãn xuống. Tâm tình thật tốt, sau khi dặn dò vài câu liền rời đi. Mạc vấn hiếp mắt nhìn gã dần dần đi xa, dưới chân nhấn một cái, thân hình lướt đi theo một cách quỷ mị. Quý trắc phàm sau khi lượng lờ hai vòng qua loa quanh khu vực mình được phân công quản lý, mắt thấy sắp đến giờ thình, liền vội vàng kết thúc phiên trực đêm gã hơi mệt mỏi trở về chỗ ở của mình đệ tử nội môn được quyền tự do lựa chọn động phủ của mình động phủ của quý trác phàm ở nội môn là một vị trí không tệ thuộc bậc trung trên đỉnh linh phong bởi vì trời còn chưa sáng cả tòa linh phong im ắng gã trở về cũng không làm kinh động bất cứ ai kết xuất một cái kiếm ấn mở ra kiếm trận phòng ngự của mình quý trác phàm cất bước đi vào sư huynh huynh đã về một cô gái gương mặt thanh tú mặc quần áo và trang sức của đệ tử ký danh tươi cười ngọt ngào chạy ra đón chào quý trác phàm hồi phục tinh thần cười cười rồi véo má nàng một cái nói hôm nay ta hơi mệt không thể hướng dẫn muội tu hành một mình muội đi thính kiếm đài ngoại môn tu luyện nhé trước giờ tị không được quấy rầy ta cô gái ngượng ngùng cười đã biết sư huynh đột nhiên thần sắc cô gái khẽ giật mình hơi kinh ngạc nhìn ra sau lưng quý trác phàm sư huynh mang theo bằng hữu đến đây sao? bằng hữu quý trác phàm sửng sốt gã đang chuẩn bị xoay người thì cảm thấy một cổ linh thức chấn động đáng sợ mãnh liệt rót vào thức hải của mình lập tức bao phủ toàn bộ ý thức gã khi quý trác phàm tỉnh lại gã phát hiện mình vẫn ở trong động phủ bên cạnh còn có thiếu nữ kiếm thị đang nằm hôn mê bất tỉnh hơn nữa gã phát hiện thức hải của mình bị một cổ lực lượng thần bí phong ấn hoàn toàn một tia linh thức cũng không tiết ra được chẳng khác gì phong ấn hoàn toàn thực lực của gã bởi vì nếu không có linh thức kiếm khí trong đan điền căn bản là không thể điều động được đang sợ hãi gã đột nhiên phát giác phía trước hình như có người đang đứng đó gã liền vội ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy đó chính là tên đệ tử nội môn mạc sơn mới đây còn bị mình nghi ngờ hắn đang nhìn gã với ánh mắt lạnh nhạt ngươi rốt cuộc ngươi là ai quý trách phàm dù có đần độn cũng biết người thanh niên trước mắt tuyệt đối có vấn đề bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn một là phục tùng mệnh lệnh của ta hai là chết ngươi muốn ta bán đứng tông môn sao không bao giờ quý trác phàm kích động nói văn mặt thản nhiên nhìn hắn một cái trong tay xuất hiện một quả trái cây màu lửa đỏ hắn ném lên trên bàn cạnh đó yêu cầu của ta cũng không nhiều chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề còn nữa trước khi ta rời đi ngươi phải giữ im lặng làm được tất cả thì linh quả kia sẽ là của ngươi. Đây là. Con ngươi quý trác phàm co rụt lại, gã nhìn chầm chầm vào linh quả kia, huyết nguyên quả. Loại linh quả này gã đã từng thấy trong một tập tư liệu tranh ảnh linh dược, nó có công dụng phạt mau tẩy tủy, cải thiện linh căn. bất kỳ một linh kiếm sư cấp thấp nào cũng có thể bị nó làm cho điên cuồng. Quy trác phàm thở dồn dập, thật sự là cho ta sao? Tu vi của gã đã dừng lại tại kiếm mạch hậu kỳ 5 năm, hoàn toàn không tiến thêm. Gã biết tư chất của mình có hạn, tiềm lực đã hết, có lẽ sắp tới cũng phải rút khỏi vị trí đệ tử nội môn trở thành trưởng lão ngoại môn, nếu không thì gã cũng đã không xin trở thành đệ tử chấp sự. Nhưng đã có huyết nguyên quả này, chỉ cần có thể cải thiện linh căng của gã một chút thôi, cho dù là một chút không đáng vào đâu, nhưng hắn sẽ có thể thuận lợi đạt tới kiếm mạch viên mãn. Tương lai ỷ vào thời gian lâu cố gắng đến cảnh giới kiếm cương cũng không phải là không thể đến lúc đó có thể trở thành trưởng lão nội môn. Trưởng lão ngoại môn với trưởng lão nội môn. Đừng nhìn chỉ khác nhau một chữ, nhưng quyền lợi đại ngộ đó là khác biệt một trời một vực. Ngươi muốn ta làm cái gì? Quý trác phàm ra quyết định, trung thành ư. Trung thành là cái gì? Là Linh đang dịu dược có thể ăn như cơm sao? Đứng trước tu vi nó chẳng đáng để nhắc tới chút nào. Mặt Vấn thản nhiên nói, cho ta biết động phủ của Chu Khánh Thư ở đâu. Chu Khánh Thư. Quý Trác Phàm ánh mắt co rụt lại, gã chần chờ nói, ngươi tìm hắn làm gì? Phụ thân hắn là trưởng tông vô vi kiếm tông, nghe nói thái thượng đại trưởng lão cũng rất thương yêu hắn. Nếu ngươi muốn tìm hắn gây phiền toái thì ta khuyên ngươi nên lập tức bỏ suy nghĩ này đi. Mặt vấn lạnh lùng nói, ta tìm hắn là chuyện của ta, ngươi nói cho ta biết bây giờ hắn ở chỗ nào. Chương 302, sứ giả phủ các. Mạc Vấn rời khỏi động phủ của Quý Trác Phàm, trước khi rời đi, trong tiềm thức của Quý Trác Phàm còn phong tồn một đạo sát lục kiếm ý tiểu thành, thời hạn là nửa tháng, nửa tháng sau kiếm ý sẽ tự động tán đi. Đương nhiên trong vòng nửa tháng đó nếu Quý Trác Phàm có hành động gì khác thường, kiếm ý sẽ lập tức bộc phát, sát lục kiếm ý cảnh giới tiểu thành sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiềm thức cả, đủ để phá hỏng ý chí, đánh sơ sát nguyên linh. Nhìn thoáng qua sắc trời. Đã sắp chuyển sang giờ thình, Mạc Vấn nhíu mày, cuối cùng hắn vẫn chọn trở về an toàn bằng đường cũ. Khôi lỗi hình người đã thay hắn làm xong công việc dọn dẹp Linh Uế. Trong một góc vắng người Mạc Vấn tranh thủ đổi lại thân phận rồi điềm nhiên quay trở về chỗ ở của đệ tử tạp dịch như chưa có chuyện gì xảy ra. Ban ngày, Mạc Vấn giống như một đệ tử tạp dịch bình thường, cẩn thận tỉ mỉ làm công việc của mình. Mạc Vấn mang hai thùng nước ra bờ suối đổ đầy nước đột nhiên một hồi chuông du dương vang lên từ sâu trong tông môn, liên tiếp chín tiếng. Tiếp đó trên bầu trời phía sơn môn bỗng xuất hiện rất nhiều đạo kiếm quang. Bên trong tông môn cũng có số lượng lớn kiếm quang bay ra tiếp đón. Mặt vấn khẽ nhíu mày, tiếng chuông kia hắn biết rõ, đó là tiếng chuông nên đón khách. Việc này thì tất cả các đại kiếm tông và ngay cả kiếm môn cũng đều đặc biệt nhất trí, thậm chí dưới thế tục cũng có nơi dùng. Hắn nhớ mang máng vô vi kiếm tông hình như đang chuẩn bị nên đón sứ giả thượng tông nào đó, có thể được vô vi kiếm tông coi là sứ giả thượng tông, hiển nhiên phải là người từ phủ các cao cấp hơn tinh các một bậc mới có tư cách này. Đại lục truyền kiếm có tứ đại kiếm vực, bên dưới thiết lập thành 1008 tinh các. Cứ chính tinh các tạo thành một phủ các, chỉ có linh kiếm sư cảnh giới kiếm thai mới được làm chủ phủ các. Đối với bất kỳ linh kiếm sư nào có xuất thân từ tinh các mà nói, thì phủ cắt là một khái niệm cực kỳ xa xôi, thậm chí Mạc Vấn cũng không tưởng tượng được phủ cắt là như thế nào. Theo truyền thuyết thì phủ cắt tồn tại trên không trung, cũng có phủ cắt trực tiếp tồn tại trong kẻ hở không gian, nhưng sự thật như nào thì có lẽ chỉ có người trong phủ cắt mới biết rõ mà thôi. Sơn môn vô vi kiếm tông, thái thượng đại trưởng lão Hà Diệp Phong chỉ huy mấy ngàn đệ tử vô vi kiếm tông kể cả hai gã thái thượng trưởng lão khác không mình hành lễ với bốn linh kiếm sư đang đứng trước sơn môn. Vô Vi kiếm Tông hạ Diệt Phong dẫn môn hạ đệ tử cung nên tôn sứ thượng tông, cung nên tôn sứ thượng tông. Mấy ngàn linh kiếm sư đã ngoài kiếm mạch kỳ cùng hành lễ, tạo thành một cổ thanh thế cực lớn. Bốn gã linh kiếm sư mặc phục sứ rõ ràng hơi khác so với phong cách của Tử Vân Tinh Cát, bọn họ hơi gật đầu hài lòng. Trong đó gã cầm đầu có khí tức thâm trầm như biển, đây đúng là linh kiếm sư kiếm nguyên hậu kỳ. Ba tên còn lại, kém nhất cũng đã là kiếm nguyên sơ kỳ thậm chí trong đó còn có một người là kiếm nguyên trung kỳ. Một gã kiếm nguyên hậu kỳ, một gã kiếm nguyên trung kỳ. Hai gã kiếm nguyên sơ kỳ, đổi lại toàn bộ vô vi kiếm tông cũng nhiều nhất là ba gã trưởng lão kiếm nguyên mà thôi. Linh kiếm sư kiếm nguyên viên mãn cầm đầu lộ vẻ hài lòng, song ngoài miệng gã lại hơi khó chịu nói, hà kiếm hữu huy động nhân lực nhiều như vậy, làm sao chúng ta đảm đương được. Hà Diệt Phong kính cẩn nói, thượng sứ cứ nói đùa, bao nhiêu người nên đón đây chỉ e là vẫn chưa đủ với thân phận cao quý của ngài. Ha ha, Hà Kiếm Hữu quá khách khí rồi. Trong lòng hàng Niệm Ba trở nên cao hứng, cả quyết định đợi lát nữa truy vấn sẽ nhẹ tay giữ lại cho đối phương một chút mặt mũi. Hà Diệt Phong cung kính dẫn hàng Niệm Ba tới chủ điện, phân chia chủ khách ngồi xuống. Hà Kiếm Hữu, bổn tọa lần này tới đây chỉ có thể ở lại một tháng, cho nên chúng ta nên bàn chính sự trước a. Hàng Niệm Ba nói thẳng vào vấn đề. Vô Vi Kiếm Tông tử Vân Tinh các bước lên phía trước tiếp nhận truy vấn. Hàng Niệm Ba đứng trong đại điện, thần sắc nghiêm túc nói: "Tất cả đệ tử Vô Vi Kiếm Tông có mặt ở đây đều phải trùng mình." Hà Diệt Phong bước tới trình diện trước mặt Hàng Niệm Ba, y cung kính cúi đầu, thái thượng đại trưởng lão hạ tông Hà Diệt Phong xin nghe truy vấn của thượng tông. Hàng Niệm Ba thản nhiên hỏi: "Hà Diệt Phong, thượng tông hỏi ngươi." Báo cáo 5 năm trước có liên quan đến sự tình kiếm đồ tứ linh phong, điều này có thật không? Bẩm Thượng Tông, hoàn toàn có thật. Có bổ sung sửa chữa gì không? Bẩm Thượng Tông, không có. Tới hôm nay có tiến triển gì mới không? Hà Diệt Phong ngập ngừng một chút rồi thấp giọng thưa, Bẩm Thượng Tông, hơn 3 tháng trước có tin được truyền về từ nước Triệu, trong đó có nói phát hiện tung tích của thiếu chủ chú kiếm sơn trang. Hạ Tông liền phái mấy vị trưởng lão đến đó tra xét, nhưng không lâu sau đó lại phát hiện mệnh bài của mấy vị trưởng lão đều vỡ vụn. Đoán chừng mấy vị trưởng lão đã bị giết, Hạ Tông vẫn chưa xác minh được tình huống cụ thể ở đó. Ánh mắt hàng niệm ba lóe lên, ngươi nói là chú kiếm sơn trang vẫn có người còn sống sao? Bẩm thượng tông, hẳn là như vậy. Hà Diệt Phong nói, xem ra chuyến đi lần này của bổn tọa cũng không uổng phí chút nào đúng là chờ thượng sứ đến tự mình quyết định. Hàng niệm ba khẽ gật đầu, vẻ mặt hiện lên nét tươi cười, hà kiếm hữu không cần khẩn trương. Lần này mấy người bổn tọa đến đây cũng chỉ muốn cẩn thận xác định lại một lần nữa mà thôi. Không biết lúc nào thì kiếm hữu có thể phái ra một tên đệ tử dẫn đường cho chúng ta đến nước triệu kia điều tra đây. Thần sắc Hà Diệt Phong buông lỏng ra một chút. Hàng niệm ba đã không tiếp tục nói với giọng điệu công việc, cũng tức là bọn họ đã vượt qua lần chất vấn này. Thượng Tông đường xa đến đây, nên nghỉ ngơi hai ngày, cũng để vô vi kiếm Tông chúng ta làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Ba ngày nữa đích thân đệ tử sẽ tự dẫn đường đưa bốn vị thượng sứ đến nước triệu. Ha ha, vậy thì làm phiền hà kiếm hữu rồi. Hàng niệm ba ha ha cười, hắn nhìn hà diệt phong bằng ánh mắt tán thưởng. Lần này vất vả lắm mới có thể giành được quyền đến trao nhiệm vụ cho cấp dưới ở tử vân tinh cát, hắn cũng không phải đơn thuần đến đây vì nhiệm vụ. Nếu như thế thật thì cũng quá ngu ngốc rồi. Đám kiếm tông tam giai ở vùng này có thể coi là một đám mập chảy mỡ, nếu không tàn nhẫn vơ vét một phen thì quả thực đã uổng phí hắn trả ra cái giá cao một ngàn vạn linh thạch rồi. Trên yến hội, cả chủ và khách đều tận hứng. Sau khi tàn tiệc ai nấy ra về hết, Hà Diệp phong lệnh cho đệ tử dẫn bọn hàng niệm ba đi về chỗ ở trước. Sư huynh, lần này thượng tông nhận lệnh đến đây có phần kỳ lạ a à. thái thượng nhị trưởng lão tiêu hà lo lắng nói năm năm trước lúc chúng ta báo cáo tuy thượng tông có để ý nhưng cũng chỉ trong chốc lát đến lúc nhận được tin tức cuối cùng là chúng ta không tìm được bọn họ đã không còn để ý đến nữa rồi bây giờ đột nhiên lại phái sứ giả đến đây điều tra liệu có phải ngầm mang ẩn ý gì khác không tiêu sư đệ chuyện thượng tông đệ không nên suy đoán lung tung để tránh dẫn đến phiền toái không cần thiết. Hà Diệt Phong bình thản nói. Thần sắc tiêu hà thoáng thay đổi, gã cuối thấp đầu để che giấu đi oán niệm trong lòng, nói, sư đệ đã rõ. Bọn người hàng niệm ba được đưa đến một tòa biệt viện gần sát linh mạch chủ mạch nhất. Gã linh kiếm sư kiếm nguyên trung kỳ trong đám vất tay bố trí một cấm chế bao phủ cả tòa biệt viện. Nhị sư huynh. Lời huynh nói lần này liệu có thật hay không? một gã linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ lên tiếng hỏi. Hàng niệm ba lắc đầu nói, không thể chắc chắn được, chỉ có cách chờ sau khi tra xét rõ ràng rồi mới đưa ra kết luận được. Nhưng thật ra ta cũng cảm thấy không yên lòng, trong 5 năm, Tông Môn đã âm thầm điều tra tất cả tung tích của kiếm đồ tứ linh phong rồi, mỗi lần đều điều tra kỹ càng, nhưng không một tin tức nào là thật. Thậm chí còn có một số là do đám hạ tông tự ý bày trò qua mặt chúng ta. Ý của sư huynh là, tin tức hiện tại cũng có khả năng là do vô vi kiếm tông tự ý bày trò lừa gạt tông môn hay sao? Cả linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ hỏi tiếp. Hàng niệm ba mỉm cười, vậy thì phải xem vô vi kiếm tông này nói như thế nào đã. Mấy tên linh kiếm sư kiếm nguyên còn lại dường như hiểu ý cười cười gật đầu. Nhị sư huynh, vì sao tông môn lại đột nhiên quan tâm đến tin tức về kiếm đồ tứ linh phong như vậy? Không phải là đã sớm bỏ qua rồi hay sao? một nữ linh kiếm sư kiếm nguyên sơ kỳ khác tò mò hỏi. Ai mà biết được? Cũng chẳng hiểu sao cấp trên tự dưng lại nổi điên, nhiệm vụ vốn đã được liệt vào danh sách hạng 3, lại đột nhiên biến thành nhiệm vụ nằm trong danh sách cao cấp nhất. Nhưng ta nghi ngờ rằng sự việc này có liên quan đến lần sứ giả, túc cắt, đột ngột đến thăm năm năm trước. Nghe nói nhiệm vụ kiếm đồ tứ linh phong này là bắt nguồn từ tông chủ kiếm tông, túc cắt, phát ra đấy. Hàng niệm ba trầm ngâm nói lại là tông chủ kiếm tông túc cát. Tấm kiếm đồ tứ linh phong này rốt cuộc là cái gì? Ba gã linh kiếm sư kiếm nguyên kia nhìn nhau hoảng sợ. Có thể làm cho tông chủ kiếm tông quan tâm thì nhất định món đồ đó không tầm thường. Hàng niệm ba thông thả nhìn qua đám sư đệ sư muội đang kinh sợ, ho khan một tiếng rồi nói tiếp, món đồ đó không phải là thứ mà chúng ta có thể chạm tay tới, cho nên việc quan trọng nhất bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ, không cần quan tâm tới những chuyện khác màn đêm lại buông xuống vô vi kiếm tông mạc vấn vẫn ngồi tĩnh tọa trong phòng chẳng mấy chốc đã tới giờ dần hai mắt mạc vấn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra nhìn lên vầng trăng khuyết lơ lửng trong đêm cô tịch bên ngoài cửa sổ đêm đen như mực đúng là một cơ hội tốt để đi giết người lái linh xa đến một nơi yên tĩnh mạc vấn đổi thân phận với khôi lỗi hình người còn hắn thì mặc vào phục sức của đệ tử nội môn bên hông đeo lệnh bài bước đi trong bóng đêm Phi vân động trên Lưu Vân Phong chính là mục tiêu của Mạc Vấn. Chu Khánh Thư với tư cách là đệ tử chân truyền mới được phép ở trên Lưu Vân Phong vốn chỉ dành cho lão tổ kiếm nguyên. Linh khí nồng đậm, đây là khu vực trọng yếu nhất trong kiếm tông. Bên trên tổng cộng có ba tòa động phủ đều là nơi dành cho đệ tử chân truyền ở, vài tòa linh phong chung quanh là dành cho trưởng lão nội môn, có thể nói đây là nơi tập trung tất cả tinh anh trong kiếm tông, là nơi long đàm hổ huyệt, bình thường căn bản không ai dám lẻn vào nhưng hôm nay lại có một người dám phá vỡ định luật này bởi vì nơi này là chỗ ở của đệ tử chân truyền và trưởng lão nội môn nên bình thường không có đệ tử đi tuần tra đường đường là một kiếm tông nếu có người có thể lẻn vào đến tận đây không bị phát hiện thì có sắp xếp người dò xét cũng không có tác dụng gì đột nhiên ở đây xuất hiện một gã linh kiếm sư mặc trang phục đệ tử nội môn có hơi lạ nhưng cũng không thể coi là chuyện gì bất thường vì dù sao thì cũng có thể là đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão nào đó hoặc là kiếm thị Hơn nữa, vì lúc này là vào buổi sáng sớm giờ dần Nên cũng chẳng có bao nhiêu linh kiếm sư qua lại nơi đây Cho dù có trưởng lão nội môn ngự kiếm ngang qua cũng không có nghi ngờ gì Tối đa cũng chỉ liếc mắt sơ qua một chút rồi vội rời đi Mặt vấn dựa theo chỉ điểm của quý trách phàm hữu kinh vô hiểm Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, thuận lợi tìm được Lưu Vân Phong trên đỉnh Lưu Vân Phong chỉ có ba tòa động phủ, trong đó động phủ của Chu Khánh Thư là cái có vị trí tốt nhất, hướng từ Tây sang Đông, như vậy mới có thể hấp thu được tinh hoa của Ti Tiên Thiên Chí Dương đầu tiên trong lúc ngày mới vừa bắt đầu. Mạc Vấn chẳng tốn chút sức lực đã đi đến phía trước kiếm trận bảo vệ động phủ của Chu Khánh Thư. Kiếm trận hệ thủy nhị giai thượng phẩm. Mạc Vấn nhếch mép cười lạnh. Đối với một tên đệ tử chân truyền kiếm cương sơ kỳ mà nói, bố trí được loại kiếm trận phòng hộ cấp bậc này đã là vượt qua lẽ thường, nhưng nếu đem ra trước mắt Mạc Vấn thì chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi phóng xuất kiếm phù diễn thiên thần giám thủy hành, chỉ tốn một phút đồng hồ, Mạc Vấn dựa theo cách thức biến hóa của kiếm trận, bao vây lấy cấm chế rồi trực tiếp xuyên thủng qua. Động phủ của Chu Khánh Thu được bố trí vô cùng xa hoa, bên trong vách động được khảm nạm ngọc thạch, mặt đất được phủ da lông yêu thú trắng tinh. Giờ phút này, Chu Khánh thư bởi vì Điên Long đảo phượng cùng hai thị thiếp đến nửa đêm nên đã mỏi mệt, đang ôm hai thiếu nữ mà chìm vào giấc ngủ. Gã lúc này đang nằm mộng, trông thấy một người tay cầm thanh kiếm nhuốm máu đang chém lên thân mình, mỗi một nhát chém đều như muốn cắt đi một mảng da thịt. Gã hoảng sợ muốn tránh né nhưng lại phát hiện bản thân dù thế nào cũng không mảy may nhúc nhích được. Mắt nhìn thân thể mình bị chém sắp biến thành một bộ xương gã hoảng sợ quá mà hét lên một tiếng thật to rồi mới từ từ tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh dậy, gã cảm nhận được một cổ hàng khí lạnh thấu xương từ phía đối điện truyền đến. Chu Khánh Thư ngẩng đầu lên liền phát hiện một ánh mắt lạnh như băng, nhìn gã không chút cảm tình. Chương 303, tra khảo. Ngươi là ai? Chu Khánh Thư quá sợ hãi, vô thức định lấy linh kiếm, nhưng bởi vì trong lúc điên cuồng đêm qua mà gã không nhớ mình đã vứt kiếm nang ở chỗ nào không thể lấy ra được. Tuy nhiên khi nhìn rõ quần áo đệ tử nội môn trên người Mạc Vấn thì tâm thần của Chu Khánh Thư hơi trấn định lại, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi là đệ tử của phong nào? Sao dám tự ý xông vào động phủ của ta? Mắt trái Mạc Vấn lóe lên huyết quang rồi vụt tắt, hắn cố gắng đè nén sát ý cuồn cuộn trong lòng, lạnh lùng lên tiếng, năm năm trước, ngươi dẫn người đến nước triệu chấp hành nhiệm vụ gì? Năm năm trước, nước triệu. Chu Khánh Thư sững sờ, sau đó cả giận quát, dựa vào cái gì mà ta phải báo cho ngươi việc làm của ta. Lá gan của ngươi cũng thật lớn. Dám lẻn vào động phủ của ta. Mạc Vấn cười lạnh nói, xem ra ngươi vẫn chưa nhận định rõ ràng tình hình hiện tại của mình. Ngươi to gan. Chu Khánh Thư không thể chịu nổi xúc phạm như thế này, gã đang định tiếp tục quát to, nhưng lại đột nhiên phát hiện hai thị thiếp bên cạnh vẫn cứ nằm ngủ như chết, đến bây giờ mà các nàng còn chưa tỉnh lại cả hai đều là linh kiếm sư kiếm mạch kỳ chứ không phải người thường chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức các nàng vậy mà đến lúc này toàn thân chu khánh thư ướt đẫm mồ hôi nỗi sợ hãi xuất hiện trong ánh mắt gã ngươi ngươi rốt cuộc là ai muốn làm gì giọng nói của chu khánh thư mềm nhũng ra tỏ vẻ như muốn thỏa hiệp gã dù sao cũng không phải là thằng ngốc có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào động phủ của mình, kẻ này nếu là một tên đệ tử nội môn bình thường thì có đánh chết gã cũng không tin. Bởi vì gã cả chẳng cảm nhận được bất kỳ kiếm khí chấn động nào trên người đối phương, nhưng rõ ràng lại có một cổ khí tức lạnh thấu xương làm cho gã sợ hãi, thậm chí còn đáng sợ hơn vài phần so với lão tổ kiếm nguyên. Mặt vấn hừ một tiếng, thân thể hắn chợt nhúc nhích rồi từ chỗ đang đứng hóa thành một dải bóng mờ. Thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Chu Khánh Thư. Chu Khánh Thư giật mình, bàn tay phải của gã co lại thành hình kiếm chỉ rồi nhằm thẳng tới đâm vào mặt Vấn, một đạo kiếm cương bắn ra. Mặt Vấn trực tiếp dùng tay bắt lấy, đạo kiếm cương đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, nhưng nó chỉ giống như dòng nước hút vô tảng đá ngầm, tung tóe ra vài vết lốn đốn. Sau đó bàn tay trái mặt Vấn tiếp tục chụp tới kiếm chỉ của Chu Khánh Thư, cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tiếng trăng rắc giòn tan vang lên, kiếm chỉ của Chu Khánh Thư đã bị bẻ gãy a à. chu khánh thư rú thảm một tiếng nhưng sau đó chợt im bặt. cũng do bàn tay trái của mạc vấn đang giữ tay phải của gã đột nhiên dùng sức bóp mạnh làm cho tiếng xương nứt vỡ nối đuôi nhau vang lên như một điệu nhạc trong nháy mắt từ xương năm ngón tay cho tới bàn tay chẳng biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh đau đớn kịch liệt xuyên thấu tim như sóng biển dân đâm thẳng vào tinh thần suýt chút nữa khiến chu khánh thư ngất đi hai mắt gã mở to như con cá chết miệng mở lớn nhưng căn bản là không thể phát ra một tiếng nào. Xong, chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Hai tay của Mạc Vấn hoạt động liên tục trên người gã, nó lướt qua đốt ngón tay nào là chỗ đó liền vang lên tiếng xương nứt vỡ. Bản thân Chu Khánh Thư là linh kiếm sư kiếm cương sơ kỳ, thế mà lọt vào tay Mạc Vấn lại như một con rối yếu đuối và độ rắn chắc của cương khí hộ thể cũng chẳng khác vải bố là bao. Vì vậy, những chỗ ngón tay Mạc Vấn lướt qua đều bị nát bấy chỉ sau hai nhịp thở toàn bộ khớp xương trên thân thể chu khánh thư đều bị ép buộc tháo rời cũng chẳng phải dùng mánh khóe nào mà hoàn toàn do sức lực gây nên dừng lại hai ba nhịp đột nhiên chu khánh thư rống lên một tiếng cực kỳ thê lương thảm thiết nhưng do kiếm trận phòng hộ bên ngoài ngăn cách cho nên tiếng kêu này chỉ quanh quẩn ở trong động phủ mà thôi a à, a à. chu khánh thư điên cùng gào thét rồi dùng đầu bộ phận duy nhất trên người còn cử động được liều mạng đập vào chiếc giường ngọc dưới thân lúc này gã rất hối hận bản thân đã lĩnh hội được kiếm ý nếu không thì với đau nhức như thế này gã đã ngất xỉu từ lâu rồi nhưng hiện tại bản thân lại không có ngất đi mà vẫn đang vô cùng tỉnh táo a à, phụ thân cứu con a à, ta chết đến nơi rồi sắc mặt chu khánh thư co rúm nước mắt nước mũi vung vẩy khắp giường mặt vấn lạnh lùng nhìn chu khánh thư đang chịu sự đau đớn dày vò cho đến lúc gã thích ứng với loại đau đớn này hoặc cũng có thể nói là chết điếng sau khi yên lặng trở lại hai mắt chu khánh thư đã dại ra thân thể run rẩy giống như người bị ngâm trong nước lạnh vừa được vớt ra làm gì còn có phong thái thiếu tông chủ vô vi kiếm tông ngày nào nữa bây giờ đã có thể trả lời hay chưa âm thanh mạc vấn lạnh lùng vang lên không hề có chút cảm động nào cặp mắt trắng giả của chu khánh thư khẽ nhấp nháy vẻ sợ hãi lại xuất hiện trên mặt một lần nữa gã cất tiếng khàn khàn cầu khẩn Ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn biết chuyện gì ta đều nói hết. Chỉ cần ngươi chịu tha mạng, muốn ta làm gì cũng được. Năm năm trước ngươi đi nước Triệu làm gì? Là, là phụ thân phái ta đi để tìm một thứ gọi là kiếm đồ tứ linh phong, gì đó. Tâm kiếm môn nước Triệu nói có nghi ngờ có loại kiếm đồ này tồn tại, phụ thân liền phái ta đi. Ý chí của Chu Khánh thư đã gần như sụp đổ gã thầm nghĩ chỉ muốn nhanh một chút thoát khỏi loại hình tra tấn cực kỳ đau đớn này. Ánh mắt mạc vấn phát lạnh, hô hấp hơi nặng nề, hắn cố nén sát ý đang dâng lên trong lòng ngực, tấm kiếm đồ kia là ở chỗ nào? Là, là ở một chỗ tên là chú kiếm Sơn Trang. Trác. Tay phải mạc vấn mạnh mẽ bóp chặt cổ chu Khánh Thư. Gần như treo gã lơ lửng trên không, âm thanh như rít ra từ kẻ răng, có những ai cùng vào trong đó trên người chu khánh thư truyền ra sự đau đớn kịch liệt khiến gã phát ra một tiếng rên rỉ nhưng ý thức dưới tình trạng bị sát ý của mạc vấn bao phủ lại hoàn toàn tỉnh táo nếu có thể gã sẽ lựa chọn được chết ngay lúc này gã dãy dụ cố gắng lấy chút hơi tàn lữ tân trưởng lão nội môn lữ tân y ở đâu tay phải mạc vấn vẫn thích chặt suýt nửa bóp đứt cổ chu khánh thư y đã chết y đã chết từ 5 năm trước chết ở sơn môn tâm kiếm môn. Còn có ai nữa? Chu Khánh thư thật sự phát điên rồi. Toàn bộ cơ thể gần như bị Mạc Vấn phế bỏ, nhưng ý thức của gã lại cực kỳ tỉnh táo. 200% đau đớn trên thân thể toàn bộ đều phản ứng đến tinh thần, cổ bị Mạc Vấn bóp chặt đã không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể dùng tinh thần điên cuồng đáp lại, truyền ra một loạt tin tức hỗn loạn. Mạc Vấn thắt sâu loạt tin tức này vào tiềm thức buông tay thả Chu Khánh Thư, cổ gã gần như bị nắm đến biến dạng. Nhìn chầm chầm vào thân hình nửa sống nửa chết trên giường của Chu Khánh Thư một lúc lâu, cuối cùng Mạc Vấn vẫn không lập tức đánh chết gã mà bắt đầu bố trí trong ngoài động phủ. Chờ tất cả mọi thứ đều được bố trí ổn thỏa hắn liền đánh nát đan điền của Chu Khánh Thư, hoàn toàn diệt sạch khả năng hồi phục của gã, sau đó rời đi lặng yên không một tiếng động. Xoay người nhìn thoáng qua động phủ, thân ảnh Mạc Vấn lại chìm vào trong bóng tối. Khi mặt trời mọc, tia sáng mặt trời đầu tiên soi xuống nơi này thì cả tòa động phủ và toàn bộ cấm trận phòng hộ sẽ tự bạo cùng lúc, đến lúc đó cả tòa động phủ sẽ bị sang thành bình địa. Lại để cho Chu Khánh Thư trải qua một canh giờ cuối cùng sống trong tuyệt vọng đau khổ, coi như đó là sự trừng phạt đối với gã. Giả. Giải quyết xong Chu Khánh Thư, giờ dần vừa mới qua một nửa. Ngày đó Linh Kiếm Sư cùng tham gia diệt môn chú Kiếm Sơn Trang còn có ba người, cùng là trưởng lão nội môn nhưng mà trong đó Lữ Tân đã chết 5 năm trước, không hiểu thần xui quỷ khiến như thế nào y lại chết trong tay Mạc Vấn. Bây giờ còn lại hai người, một người là kiếm cương sơ kỳ, một người là kiếm cương trung kỳ. Dựa vào tin tức mà Chu Khánh Thư khai báo, hai gã trưởng lão kia chỉ có một người ở Tông Môn, còn một người khác bây giờ đang phải trấn thủ ở một vùng đất quan trọng bên ngoài vô vi kiếm Tông sau một khoảng thời gian không dài lắm mạc vấn đã tìm được động phủ của gã trưởng lão kiếm cương sơ kỳ ở tại tông môn chỉ có điều không tìm được mục tiêu chỉ có vài tên kiếm thị ở lại trong động phủ không chút thương hương tiếp ngọc mạc vấn liền bắt vài nữ linh kiếm sư thiên kiều bá mị này ra hỏi sau một hồi lấy được tin tức là gã trưởng lão này tối nay tạm thời làm nhân viên phục vụ ở nơi nghỉ của sứ giả thượng tông sứ giả thượng tông mạc vấn rời khỏi động phủ nhìn qua ngọn núi ở chỗ sâu nhất trong tông môn, con mắt hiếp lại. Hắn chưa từng nhìn thấy mấy tên sứ giả thượng tông kia, nhưng lúc ở ngoại môn lại cảm ứng rõ ràng được có bảy cổ chấn động của cảnh giới kiếm nguyên từ sơn môn truyền đến. Bỏ qua ba gã lão tổ kiếm nguyên của vô vi kiếm tông, cũng tức là nếu chạy đến nơi ở của sứ giả thượng tông ít nhất cũng có bốn gã cường giả kiếm nguyên cảnh. Nếu đuổi tới nơi đó, không thể nghi ngờ là sẽ có rất nhiều nguy hiểm hơn nữa từ phương hướng kia hắn cảm nhận được một mối đe dọa dường như địa phương kia ẩn chứa một mối nguy cơ không giải thích được